Xin chào các bạn, mình đang có ở đây là một chiếc hộp của một chiếc LG G3. Những cái sản phẩm LG G3 thì mình đã trên tay rất nhiều lần, cũng như mở hộp rất nhiều lần rồi. Nhưng tại sao mình lại vẫn mở hộp cái sản phẩm này để làm hẳn một cái video gửi đến cho các bạn? Thế thì mình sẽ chia sẻ một vài những thứ đặc biệt. Cái điểm đầu tiên thì các bạn sẽ có thể quay sang đến cái phần tem IMEI của máy này. Một lúc cái chữ mà mình không hiểu nó là ngôn ngữ gì thì nghe anh sếp mình bảo là đây xuất cho thị trường Nga, Nga ngố ấy. Thì đây chúng ta sẽ có mã là D856, rất là lạ. Và nó sẽ có 32GB bộ nhớ trong. Còn những cái Shibo thì chịu chết rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn mở hộp cái sản phẩm này để xem là chúng ta sẽ có một trải nghiệm gì, liệu nó có khác biệt với những sản phẩm G3 từ trước đến giờ mà mình đã trên tay như G3 quốc tế này, G32 SIM hay là G3 Hàn Quốc hay không. Bây giờ thì hãy bắt đầu luôn. Máy thì vẫn còn nguyên siêu, mình vẫn chưa mở ra lần nào. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau bóc siêu. Nhưng mà đây chỉ là sản phẩm của mình với con siêu thôi. Những sản phẩm khác thì mình sẽ phải bóc ra để test hết. Các bạn khi mua máy thì cái vấn đề còn siêu cũng chắc là hơi khó. Tự nhiên nhìn thấy cái chỗ này, các bạn sẽ có thể thấy cái quy chuẩn tem của LG thì luôn luôn sẽ bao giờ cũng có IMEI A này, B này, IMEI A, B, A, B. Hay IMEI á, biết đâu lại máy 2 SIM ta. Tức là chúng ta sẽ có 4 cái tem IMEI ở khu vực chỗ này. Đấy, rất giống những quy chuẩn trước đây của những thiết bị đến từ LG, luôn luôn có một phần tem IMEI phụ. Mỗi tội thì trước đây là nó dán ở cái mặt này, còn bây giờ với chiếc G3 này của mình thì nó lại dán ở mặt cạnh, khá là lạ. Và cái chiếc G3 của mình là nó sẽ có màu gold nhá, rất là đẹp, mình sẽ bỏ qua nào. Phụ kiện thì sách hướng dẫn sử dụng này rất là dày, không biết có gì mới không ta. Các bạn sẽ vẫn có quạt bit 2, tai nghe, chúng ta vẫn có sạc và cáp. Và cuối cùng thì chúng ta vẫn có một cục pin. Không có một thứ gì nó mới mẻ hơn chút để mà tặng kèm theo cả. Quay trở lại với chiếc LG G3 của mình thì đương nhiên là phong cách thiết kế vẫn luôn luôn giống những chiếc LG G3 từ trước đến nay. Màn hình 5,5 inch độ phân giải 2K, mặt trước các bạn sẽ có camera trước, cảm biến này, loa thoại, cái logo LG. Những phím điều hướng của Android thì nó nằm bên trong màn hình mất rồi. Mặt sau các bạn sẽ có camera chính này, hai phím tăng giảm lượng, phím nguồn, laser lấy nét chụp ảnh, và chúng ta sẽ có đèn flash dual tone ở đằng sau đây. Phía bên dưới chúng ta sẽ có cái loa ngoài với công suất rất lớn lên tới là 1W, logo LG. Và bóc nắp lưng ra thì các bạn sẽ có thể thấy được là chúng ta sẽ có thể lắp được pin để vào mà sử dụng. Ở trên cái vỏ hộp này thì nó không ghi bất cứ một cái thông tin nào liên quan đến máy là 2 SIM. Nhưng mình rất là bất ngờ khi mà mở ra thì máy nó là 2 SIM. Thì cũng lý giải cho cái việc là chúng ta sẽ có tới 2 cái IMEI, IMEI A và IMEI B bên ngoài mặt nó đang dán ở đây. Đó, tức là với chiếc LG này, LG G3 này, các bạn sẽ nhận được một thiết bị là LG G32 SIM. Và bây giờ hãy cùng mình khởi động lên xem liệu chúng ta sẽ có một thứ gì đặc biệt hay không. Màu vàng, công nhận là đẹp thật. Và đây là chiếc G3 của mình sau khi khởi động xong. Xem nào, chúng ta đã có sẵn cả tiếng Việt này, rất là ngon lành luôn và không có gì phải đáng ngại cả. Chúng ta vẫn có đầy đủ bộ set play, đơn giản là bởi vì xuất cho thị trường Nga ngố mình, như Nga vẫn chơi với anh Google mà. Kèm theo đó là đi vào trong phần mềm, mình cũng không thấy nó có bất cứ một cái ứng dụng rác nào của nhà mạng cả, rất ngon. Tức là đây chúng ta sẽ có một phiên bản quốc tế xịn chuẩn luôn. Và vào đến mục cài đặt thì đây là một thiết bị 2 SIM thì các bạn sẽ vẫn luôn có cái bộ là cài đặt ở thẻ SIM kép ở đây. Khá đáng tiếc một điều rằng là mình vẫn thấy rằng là đây sản phẩm này nó vẫn đang chạy là Android 4.4.4 đi phải, chính xác không ta? Phần mềm chính xác. Lên là 5.1 rồi, 5.0.1. Thế mà nhìn chả khác gì là 4.4.4 cả. Các bạn có thể thấy những biểu tượng này. Đó, rất ngon, nói chung là ngon thôi. Vậy là với chiếc LG G3 xuất cho cái thị trường Nga ngố này của mình thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là chúng ta vẫn nhận được một thiết bị với một cái phong cách đó là chuẩn G3 quốc tế 2 SIM. Vẫn có đầy đủ bộ set play này, vẫn có đầy đủ tiếng Việt để các bạn chỉ cần lắp SIM và sử dụng. Máy lại còn đang được cài sẵn ra Android 5.0.1 ngay sau khi mà mình vừa bóc siêu của máy ra. Tức là đây là một trong những sản phẩm được sản xuất rất là mới và các bạn sẽ có thể an tâm trong quá trình mà các bạn sử dụng. Với LG G3 thì mình vẫn có một thứ gì đó nó đáng khen hơn so với thậm chí là cái LG G4, bởi vì cái kích thước thì nó sẽ nhỏ gọn hơn cũng như cái cảm giác cầm nắm trong lòng bàn tay nó cũng khá là tốt. Vậy thì các bạn có thích cái sản phẩm này không? Hãy mời để lại comment phía bên dưới, và biết đâu mình lại hứng thú lên, mình lại muốn đánh giá lại về sản phẩm này thì sao? Xin mời các bạn để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin quên, nếu muốn sắm cho mình sản phẩm này thì mời các bạn hãy truy cập website clickbuy.com.vn để chúng ta có thể biết rõ hơn mức giá về những thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm này. Xin chào!